Tối 8 tháng 3, bà Hỏa đã bất ngờ ghé thăm trung tâm thương mại Gigamon thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều thực khách đang dùng bữa hốt hoảng tháo chạy. Thông tin chi tiết sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Theo đó, ngày 8 tháng 3, các trung tâm thương mại đông kín khách, nhiều gia đình phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có bàn ăn. Một sự cố hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng đồ nướng ở trung tâm thương mại Gigamon thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm nhiều khách ăn uống tại quán. Khói lan nhanh khiến nhiều người tháo chạy, nhân viên bảo vệ có mặt khắc phục sự cố, hướng dẫn người dân di chuyển ra ngoài. Sau khoảng 30 phút, sự cố cơ bản được khống chế.